có sợ thì cũng sợ trong lòng thôi. Chị cũng đang sợ cho nên trong lòng. Chưa bao giờ chơi cho nên là em cũng không biết như thế nào, nhưng mà thấy rất là thương chị Thủy rất là chướng ngang trên đợt. Bước xuống cái vòng quay disco đó, thật ra thì em có một cái cảm giác trời, ba đồ quỷ. Thử thách đọc gương mặt giả trân, bạn đã sẵn sàng đến với những trò chơi mạo hiểm ở VinWonder. Còn gì giả trân hơn khi chúng ta chơi những trò chơi này mà không được thể hiện cảm xúc lo lắng, sợ hãi. Vòng 1, ba đội sẽ cùng tham gia chiếc dĩa xoay disco khổng lồ. Phải tạo dáng hai fashion. Sau vòng này sẽ chỉ có 2 trong 3 đội tham gia vào vòng tiếp theo. Đây. Đây. Có sợ thì cũng sợ trong lòng thôi. Chị cũng đang sợ cho nên trong lòng. Chưa bao giờ chơi cho nên là em cũng không biết như thế nào, nhưng mà thấy rất là thương chị Thủy rất là chướng ngang trên đợt. Lúc đó hoang mang thiệt, tại vì cái mà nó kinh khủng nhất là khi mà mình sợ hoặc là mình vui hay gì đó mình không được bộc lộ ra mà mình phải tỉnh như không có chuyện gì xảy ra thì nó rất là khó. Nhiều cũng nó thót tim luôn á, nên là cái khúc này thì hơi bị giật mình, nhưng mà cũng ráng giữ bình tĩnh. Giống như là mình đang ngồi trên cano vậy, những lúc mà cano trượt xuống là giống như cảm giác mình trượt xuống, nhưng mà lúc mà cano trượt xuống thì cảm giác nó ngắn hơn, còn cái này nó dài hơn chút xíu. Sợ chứ là sợ tâm lý thôi, chứ còn lúc mà em ngồi trên nó thì em cảm thấy thích. Thích cảm giác được bay lên bay xuống. Bên biên tập rất là mong chờ là ba đứa sẽ nôn ọe hoặc là sợ, phải sợ hay nọ. Bắt đầu luôn là ba đứa diễn như chưa có chuyện gì xảy ra luôn, tung tay múa, diễn viên múa thật sự. Hết rồi hả? Đâu có gì đâu. Lúc mà dừng lại kêu ủa hết rồi, tưởng là đâu là nặng đô một xíu nữa chứ chưa gì mà đã hết rồi. Vậy thì chưa còn sớm. Bước xuống cái vòng quay disco đó, thật ra thì em có một cái cảm giác trời, ba đồ quỷ. Ra nha. Bắt đầu là diễn giả bộ ói chống mặt rồi đau đầu các thể loại luôn, xong rồi mấy chị bên kia sợ hoang mang. Không, thực ra tâm lý của mình khi mà mình thấy một cái người kia kể mình nghe mình rất là lo lắng, tại vì mình chưa trải qua, cho nên em thấy công nhận mình thiệt quá đáng.